Mặc dù cực kỳ nhanh nhẹn trên cây, nhưng khi ở dưới đất thì vẫn có thể bị nguy hiểm bởi đối thủ chậm chạp như chân. Khỉ là động vật nhanh nhẹn và tinh khôn, mặc dù chủ yếu sống trên những cây, chúng cũng rất hiếu kỳ với cuộc sống ở phía dưới. Sự hiếu động này đôi khi khiến khỉ phải trả giá đắt vì những kẻ săn mồi đáng sợ bên dưới mặt đất. Một chú khỉ khi đang bơi lội, đùa giỡn dưới nước đã đụng độ phải một đối thủ cực kỳ nguy hiểm là chân khổng lồ. Cả hai đã có màn kịch chiến dưới nước, mà ngay sau đó khỉ đã bị thất thế và rơi vào vòng cuốn của kẻ thù. Khỉ bắt gặp Nai đang bị chân khổng lồ tấn công và cuộn tròn không thể thoát ra được. Khỉ đã nổi máu anh hùng và xông pha vào cứu nguy cho Nai trong tình thế cấp bách nguy hiểm. Thật đáng mặt anh hùng. Một con chân khổng lồ lạnh thấu xương đang bóp cổ một con Nai đã lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày nay. Đoạn video đã được quay lại vào thứ sáu cho thấy con Nai và con chăn nằm trên đường trong một sở thú, với con chăn đang cố gắng xiết cổ con Nai. Trong video, con chăn có thể được nhìn thấy cuộn mình quanh con Nai và bốc nó đến. Tuy nhiên, phần cuối của video lại khác, nhưng rất thú vị khi một người đứng ở ngoài đã cứu mạng con Nai và con khỉ bằng cách đánh con chăn bằng một nhánh cây dài. Con khỉ đã liên tục chọc con chăn bằng nhánh cây đó cho đến khi nó bỏ cuộc và rời đi. Tuy nhiên, có một giây phút đáng sợ khi con chăn đứng dậy trong tư thế tấn công về phía con khỉ. Cuối cùng, nó đã cứu nguy thành công. Một trận chiến hiếm hoi giữa chăn và báo xảy ra tại khu bảo tồn ở Kenya được camera ghi lại khiến người xem dựng tóc gáy. Đoạn video quay cảnh chăn và báo đại chiến. Ban đầu, cả chăn và báo đều dình một con linh dương gần đó trước khi con chăn quyết định tấn công con báo. Sau một hồi quần thảo, phần thắng thuộc về con báo. Con báo bị mất cảnh giác vào những phút giây đầu tiên, có thể do bị bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và phản đòn đối thủ. Trong một cảnh quay, con báo nhảy lên không trung khi con chăn cố gắng quấy lấy nó. Ông giáo ạ. Trong video được chia sẻ bởi ông Cát Ban, con chăn có thể được nhìn thấy cuộn mình quanh một con Nai đốm trong công viên quốc gia và khu bảo tồn hổ.
Trận chiến dữ dội của con báo với một con trăn đã được ghi lại trên máy ảnh. Báo đốm sẽ sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ loài nào mà chúng có thể chìm móng vuốt mạnh mẽ của chúng vào. Chim, nhím, mèo hoang, những con mèo cồng kềnh thậm chí nhắm mục tiêu vào rắn. Trong một video được quay vào tháng trước và gần đây, một con báo được nhìn thấy đang quấy đạp với một con trăn khổng lồ và xuất hiện. Đoạn phim được chụp bởi du khách Hoa Kỳ khi đang lái xe ở Safari có hướng dẫn cùng gia đình tại khu bảo tồn quốc gia của Kenya. Cả nhóm bắt gặp một con báo đang đi dạo và háo hức theo dõi với hy vọng bắt gặp được nó khi nó đi săn. Con báo dường như tập trung vào thứ gì đó ẩn nấp trong đám cỏ cao và cả nhóm nhìn vào với một sự ngạc nhiên khi một con trăn khổng lồ ở châu Phi đã xuất hiện ở trong tầm ngắm. Không lâu sau đó, khi chúng tôi phát hiện ra con trăn thì một trận chiến đã nổ ra. Trăn là loài săn mồi phục kích và thường sẽ nằm bất động cho đến khi con mồi liên lạc trong khoảng cách. Được trang bị những chiếc răng sắc nhọn, nó sẽ cuộn chặt con mồi trong cơ thể và siết chặt nó. Tuy nhiên, khi đối mặt với một mối đe dọa ghê gớm đến từ một con báo, những con trăn sẽ xích lên và tấn công trong khi tìm kiếm thời cơ để chạy trốn. Mặc dù những con trăn trưởng thành có thể nặng lên đến 90 kg, nhưng báo đốm là loài săn mồi táo bạo, có khả năng giải quyết con mồi lớn. Cuối cùng, con trăn đã bị đánh bại với nhiều vết thương trên cơ thể, đặc biệt là vùng đầu. Con báo cũng bị thương với một vết thương ở chân bên phải, có thể thấy rõ khi nó đi cọc kiếng rời khỏi. Trong trận chiến giữa trăn và cá sấu, các video của Hội Động vật Hoang dã Cứu hộ ENC, một tổ chức phi lợi nhuận, đã chia sẻ những con trăn lớn đã được tìm thấy với phần còn lại của tất cả mọi thứ, từ những con hươu lớn hơn mình và cá rô đồng đến nhím gai trong bụng của chúng. Những con rắn này cũng sẽ ăn thịt lẫn nhau. Trăn cũng đã được biết đến để đối đầu với cá sấu và con trăn ô liu có thể dài đến 13 feet, là khoảng 4 mét, đụng độ với cá sấu nước ngọt. Một con trăn ô liu đã bị video quay lại đã giết và ăn một con cá sấu nước ngọt. Trăn có thể thực hiện những chiến công đáng kinh ngạc khi nuốt nhờ vào hàm đàn hồi của nó. Các xương hàm dưới của trăn được chia thành hai phần, nối với nhau bằng một dây đàn hồi, cho phép các xương có thể di chuyển rất xa. Khi một con trăn có một con mồi bị khuất phục, có một quá trình được gọi là đi bộ bằng ống hông.
Sau đó, con trăn sử dụng hàm của nó để treo lên con mồi, trong khi nén cơ bắp và trượt quanh con vật đã bị khuất phục cho đến khi bữa ăn bị nuốt hẳn vào trong bụng của nó. Cá sấu rơi vào tầm ngắm của chăn châu Phi, kết cục sẽ như thế nào? Cá sấu rơi vào tầm ngắm của chăn nên cố gắng sử dụng hàm răng của mình để tự vệ. Liệu nó có thành công? Một con cá sấu mõm ngắn đã trở thành mục tiêu tấn công của chăn. Con chăn to lớn đã sử dụng sức mạnh cơ bắp để xiết con vật của mình, sau đó sẽ ăn thịt. Tuy nhiên, con cá sấu cũng đã cố gắng cắn trả một cách mạnh mẽ với hàm răng nhiều răng cưa li ti của mình. Đáng tiếc, lực cắn của nó quá yếu, không đủ để khiến con chăn cảm thấy đau đớn mà buông tha cho nó. Trong thực tế, cá sấu thường kéo con mồi xuống nước, khiến nạn nhân ngạt thở, hoặc dùng sức mạnh của chiếc hàm quật thật mạnh khiến con mồi bị gãy xương. Đó cũng là cách cá sấu trưởng thành sử dụng